Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, mùa đại hội cổ đông của các doanh nghiệp niêm yết năm 2017 đang diễn ra ở một vài doanh nghiệp. Mùa đại hội cổ đông năm 2017 có gì hot? Những diễn biến và hình ảnh đầu tiên về mùa đại hội cổ đông năm nay, cổ đông quan tâm điều gì nhất ở doanh nghiệp? Chứng khoán cuối tuần này chúng tôi sẽ cập nhật diễn biến của mùa đại hội cổ đông năm 2017. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng theo dõi cập nhật những hình ảnh đầu tiên của mùa đại hội cổ đông năm 2017 qua phần ghi nhận sau của chúng tôi. Ngày 25 tháng 2, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017. Đại hội đã thông qua phương án kinh doanh năm 2017 với kế hoạch doanh thu thuần là 914 tỷ đồng và 96 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 24% và 7% so với năm 2016. Đại hội cũng thông qua phương án phát hành 500.000 cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ quản lý với giá phát hành bằng mệnh giá cổ phiếu. Kế hoạch bán vốn cho đối tác nước ngoài hay không? Và bán giá nào và khi nào thì bán? Thì thứ nhất là thế này, các anh chị cũng thấy rằng cái trước hết thì tôi xin nói là những cái câu hỏi của anh ấy, thì tôi sẽ trả lời rõ ràng được một phần, thế còn có một số phần thì tôi cũng chưa thể trả lời rõ ràng anh ấy được khi nó phải phụ thuộc vào quá trình đàm phán với đối tác. Thì các anh chị thấy rằng là cái quá trình mà dựa FPT chúng tôi phải liên tục tăng cái lượng sở hữu của Dược Cửu Long lên 80%, thì cũng đó cũng là một trong những cái để nhằm đảm bảo cái chiến lược của FPT là nếu khi có phát hành cho đối tác là chiến lược của nước ngoài thì chúng tôi từ FPT vẫn đảm bảo tỷ lệ không thấp hơn 50% để đảm bảo là công ty mẹ chi phối cũng như là cái hợp nhất doanh thu. Đại hội đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FIT sở hữu đến 80% số cổ phiếu phổ thông và có biểu quyết của Dược Cửu Long thông qua việc mua thêm cổ phần các cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai. Dược Cửu Long hiện có vốn điều lệ hơn 563 tỷ đồng. Số cổ phần FIT được sở hữu tối đa tương ứng với 80% là hơn 45 triệu cổ phần. Tại đại hội cổ đông của tập đoàn Hòa Phát, mã chứng khoán HPG diễn ra vào sáng ngày 10 tháng 3. Đơn vị này trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu 40.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.000 tỷ đồng, cao hơn kế hoạch được đưa ra cuối năm 2016 là 1.000 tỷ đồng. Mức cổ tức đặt ra năm 2016 là 50% bằng cổ phiếu. Đối với cổ tức thì khi này đã nói rồi thì bản thân em hoàn toàn đồng ý với chiến lược công ty. Nhưng mà mong muốn rằng là vì là chúng ta sẽ có kế hoạch tăng trưởng lớn trong tương lai thì là cũng thông báo trước rộng rãi cổ đông hơn để tránh tình trạng là cổ đông đã kỳ vọng là lợi nhuận lớn thì đạt được cổ tức này lúc sau là không được, thế là biến động ngắn hạn nó không vui thôi chứ cũng không ảnh hưởng lớn đến những ai nắm thì dài hạn. Xin báo cáo là năm nay cũng như hàng nhiều năm trước là không có gì mới đâu, kế hoạch xây dựng cũng rất là cẩn thận, đấu tranh tranh đấu xem xét từng linh tí một, thì chúng ta ra kế hoạch ban đầu nó là tôi chỉ nói về lợi nhuận đấy, như là 5.000 tỷ, 5.065 tỷ, em nói đúng không nhỉ? 5.000 tròn thì cũng rất là sát. Tại sao như vậy? Là cũng dựa trên kế hoạch lợi nhuận là dựa trên rất nhiều yếu tố, nhưng trong đó có một yếu tố là chúng tôi cũng dự tính là nếu mà cổ đông đây mọi người và các quỹ mọi người sẽ thấy là năm nay là gần như tất cả các công ty thép trên thị trường chứng khoán Việt Nam ấy, đấy mọi người cứ xem ấy, gần như là xây dựng kế hoạch của 2017 là đều giảm so với 2016 đấy. Công ty này dự kiến chào bán 250 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1 với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng cổ phiếu. Hòa Phát dự kiến sẽ thu về tối thiểu 4.000 tỷ đồng từ đợt chào bán lần này để sử dụng vào đầu tư dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và bổ sung vốn cho hoạt động của công ty. Điểm qua một vài đại hội cổ đông của các doanh nghiệp niêm yết, năm nay câu chuyện về tăng vốn phát hành thêm, đầu tư vào các dự án mới, cổ tức vẫn là những vấn đề mà cổ đông quan tâm nhiều nhất. Các lãnh đạo doanh nghiệp đã có giải trình như thế nào về những vấn đề này? Xin mời quý vị cùng theo dõi những câu hỏi và câu trả lời của một số doanh nghiệp trong mùa đại hội cổ đông năm nay. Đại hội đồng cổ đông của tập đoàn Hòa Phát có 3 vấn đề lớn nhà đầu tư quan tâm: dự án mới, chia cổ tức và vấn đề tăng vốn. Coi như năm 2016 này vừa rồi thì coi như là mình phát hành bằng cổ phát hành rất là lớn, 50% cổ tức cho cổ đông mà đó là bằng cổ phiếu. Thực ra trong
trong nghề thì tôi cũng hiểu trong việc tài chính tôi cũng hiểu đấy chẳng qua là một cái bút toán kỹ thuật thế thôi ạ. Phía trước thì một cái số lượng cổ phiếu là một thì là cái giá trị cổ phiếu cái giá trị sổ sách và tiền cái đấy kể cả trên thị trường nó là một, nhưng mà khi nó là một rưỡi thì nó lại xuống. Ở một vài thời điểm chúng ta cũng ra về cũng phải nghĩ chuyện tạm dừng thu cổ tức lại trong ngắn hạn nó sẽ rất tốt. Tôi nghĩ là nên để dành tiền để tái đầu tư. Việc tái đầu tư ngày hôm nay thì có thể là chúng ta không có được lượng tiền mặt nhất định, nhưng mà thành quả trong tương lai thì tôi nghĩ nó là phần thưởng xứng đáng. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai là cái vốn chủ sở hữu của chúng ta ngày hôm nay nó khoảng có 20.000 tỷ. Vốn điều lệ nó có 8.400 tỷ đồng thôi thì cái nhu cầu là làm cho cái vốn điều lệ của công ty nó đạt đến trên 10.000 tỷ, mà theo kế hoạch tôi báo cáo là lên đến 15.170 tỷ vào cuối năm ấy, là nhu cầu có thật. Giả sử trong năm 2017 này chúng ta đạt được đúng như kế hoạch là 5-6.000 tỷ lợi nhuận sau thuế, chúng ta phát hành được khoảng 4-5.000 tỷ nữa thì chúng ta sẽ đủ vốn đối ứng luôn. Và đấy nói thật cũng là điều kiện tiên quyết của ngân hàng đấy, họ không nhìn thấy tiền trong tài khoản thì chắc chắn họ không ký hợp đồng chúng ta đâu. Thì từ năm 2018-19 đổ ra thì chúng ta sẽ rất là đỡ bớt căng thẳng về vốn hơn. Thì tôi nghĩ rằng là đây tôi nghĩ ý kiến cá nhân thôi, như vừa nãy anh Dương nói rồi thì tôi cũng chia sẻ đấy. Anh Dương nói là 2018 tức là lợi nhuận của 2018, nhưng tôi nghĩ ngay cả lợi nhuận 2017 nếu mà tốt thì sang năm chúng ta lại quay về cái chia lợi tức một phần của tiền mặt cũng chắc không vấn đề gì đâu. Hàng loạt câu hỏi về dự án khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất cũng được cổ đông chất vấn. Sự khác biệt cái dự án mới này là ngoài việc tăng quy mô thì là hiệu quả nó khác biệt với Hải Dương ở đâu? Và nếu như so sánh về hai dự án này thì dự án nào sẽ có sức cạnh tranh lớn hơn? Và về việc là hiện tại bây giờ thì cái thứ hai thì đối với dự án Dung Quất thì bây giờ mình làm quy mô rất lớn, mặc dù nhập khẩu thép Việt Nam nó cũng rất nhiều, nhưng theo đó thì chắc chắn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của chúng ta là Trung Quốc. Thì công ty so sánh rằng là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Trung Quốc thì bên nào mình có thể có lợi thế hơn? Nhất là cái dự án Dung Quất của chúng ta là đấy, theo công bố chúng ta sẽ sản xuất 4 triệu tấn thép, trong đó có 2 triệu tấn hôm nay tôi công bố cho rõ ràng là 2 triệu tấn thép xây dựng cán dài và 2 triệu tấn thép cuộn cán nóng để là nguyên liệu cấp cho ngành sản xuất ống thép và tôn mạ màu. Đấy cũng xin báo cáo đại hội như vậy. Đấy. Thì hiện nay công suất hiện tại của Hòa Phát ở Hải Dương Hưng Yên là 2 triệu tấn thì dự án Dung Quất là nó sẽ gấp 2 lần như vậy. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là cái việc dự án Dung Quất này thực ra cũng nằm trong cái chiến lược phát triển của tập đoàn chúng ta đâu, vì chúng ta không thể đứng lại được. Vấn đề đầu ra cho sản phẩm thép của dự án mới cũng là vấn đề cổ đông quan tâm đặc biệt. Thép cuộn này, dây cuộn đi bé ấy, thì trước gần như là các nhà máy sản xuất thép của Việt Nam nó không thể nào cạnh tranh nổi với thép Trung Quốc nữa. Thì em đang băn khoăn cái chỗ này, nếu mà anh có thể giải thích kỹ thêm về cái việc làm sao để mình, cái thép này là chất lượng cao rồi, tuy nhiên là làm sao để người tiêu dùng có thể phân biệt được và người ta có thể mua cái thép này của mình, cái kế hoạch mà đầu ra của mình, cái thép này. Thép chất lượng cao đặc biệt ấy, mọi người nói đến là chúng tôi dành cho xuất khẩu với thị trường để làm gia công bu lông, ốc vít rồi là những cái đồ gia dụng khác người ta chế tạo như thế này. Và cái sản phẩm này được xuất khẩu hiện tại chúng ta đang thiếu hàng. Hiện tại khu liên hợp Hải Dương thì đang thiếu trầm trọng. Một năm chúng tôi chỉ dự định năm nay thì hạn chế xuất khẩu có tối đa không quá 200.000 tấn. Mà nhu cầu của thị trường lên đến nửa triệu tấn, 500.000. Thế thì sau này Trung Quốc ra thì đáp ứng nhu cầu chứa xuất khẩu sang Úc, Canada và Mỹ, một số nước khác. Thép này tôi nhắc lại một lần nữa là thép này làm cho dùng cho công nghiệp, dùng cho rút dây, làm bu lông, ốc vít và các cái sản phẩm khác ở trong công nghiệp. Hay việc tăng vốn, có cổ đông hỏi rằng có cần thiết phải tăng gấp như vậy hay không? Là công ty dự kiến là huy động 2.000 tỷ, mà 2.000 tỷ đó thì đối với là khả năng của chúng ta hiện tại là chỉ có tương đương với một quý lợi nhuận, một quý khấu hao, tức là chỉ cần chậm giai đoạn 2-3 tháng, tức là một quý, thì chúng ta đã có được 2.000 tỷ rồi. Chứ kể ra điều kiện làm ăn thuận lợi hơn thì chắc chắn sẽ được dòng tiền về công ty là lớn hơn việc đó. Thì nên chăng là mình xem xét là chậm giai đoạn 2-3 tháng thôi thì cổ đông cũng không phải phát hành thêm. Thì ngoài việc là cổ đông đồng ý không nhận tiền nhưng mà cũng không cần phải là nộp tiền thêm. Không phải vì thiếu tiền giai đoạn 1, đủ rồi, đóng đầy đủ hết rồi. Đấy, đã có hợp đồng với ngân hàng rồi. Thế còn giai đoạn vì sao phát hành? Vì đây là chúng ta có hai căn cứ thôi. Căn cứ thứ nhất là chúng ta không muốn cái thời cơ kinh doanh chúng ta bỏ thì nó phí. Vì sau 18 tháng nữa thì nó cũng phí, mọi người biết rồi. Cái tốc độ, đây tôi nói thêm một tí, cái tốc độ
gọi là tốc độ tiêu thụ của cái thép cuộn cán đóng là cái sản phẩm của giai đoạn 2 chúng ta làm, nó cũng lại tăng trưởng rất nhanh, 25-30% một năm. Có những cái đúng là mình làm thì mình cũng không ngờ, mình cũng xin báo cáo đại hội vì cái này nó chuyên môn sâu, mình không biết là năm 2016 là tổng tiêu thụ thép cuộn cán đóng Việt Nam là lên hơn 5 triệu tấn. Có đúng anh Tuấn nhỉ? 5 triệu 6 tấn và tốc độ tăng trưởng năm nó không dưới 20-25%. Đấy, để mọi người biết như thế. Thì chính vì đấy là cái cơ sở lý luận thứ nhất để chúng ta làm ngay mà chúng ta không đợi sau 18 tháng. Cái 10.000 tỷ thứ hai để làm cho giai đoạn 2 thì chúng ta cũng sẽ tự bỏ 10.000 tỷ, vay ngân hàng 10.000 tỷ. Thì để có được cái 10.000 tỷ thứ hai này mà chúng ta lại làm ngay trong năm 2017 thì đấy thì mọi người biết rồi, chỉ còn cách duy nhất là cách phát hành thôi. Đấy, cái con đường dẫn đến phát hành là như vậy. Chứ vừa rồi là thông tin ra ngoài là mọi người cũng không phải tại mọi người thì thông tin nó cũng rõ ràng, mọi người hiểu là phát hành để lấy vốn cho giai đoạn 1 là không phải đâu nhé. Đến hôm nay tôi công bố chính thức vậy luôn. Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long cũng nóng lên với những câu hỏi xoay quanh việc công ty này đã thực hiện giao dịch mua vào 90% vốn điều lệ của công ty cổ phần dược phẩm Evipharm, tổng giá trị 153 tỷ đồng. Tại thời điểm trước khi mua Evipharm thì dược Cửu Long có đến khoảng độ 300 tỷ đồng tiền mặt. Trong đó là có 200 tỷ tôi nhớ là từ lúc tăng vốn là để phục vụ hoạt động đầu tư thì vẫn cứ phải để gửi ngân hàng. Thì đấy là cái việc mà nếu mà cứ như thế thì quý vị sẽ hỏi là không chiêu cổ tức bằng tiền thì đúng là có vấn đề đấy. Thế nhưng mà thưa với quý vị là với thương vụ mà chúng ta mua cái Evipharm là công ty dược Cửu Long đã chi mất khoảng độ 160 tỷ cộng với trả nợ nội bộ hộ cho Evipharm là khoảng 25 tỷ, tức là chúng ta tổng giải ngân hết khoảng gần 200 tỷ. Mà chúng ta được một hạ tầng mà nếu như nói bây giờ chúng tôi nói thật với các chị là tôi nghĩ rằng hơn 500 tỷ là chúng tôi rất là khó để có thể xây dựng được một cái nhà máy như Evipharm hiện nay. Giờ Cửu Long cũng như các doanh nghiệp khác khi cổ đông lại chất vấn về vấn đề cổ tức. Cái kế hoạch phân phối lợi nhuận, nghĩa là chia cổ tức bằng tiền hay bằng cổ phiếu, và trong thời gian tới thì doanh nghiệp sẽ đầu tư vào những cái mảng nào, lĩnh vực nào để có một cái tiềm năng tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận trong tương lai. Mỗi một ngành hàng của chúng tôi, trong đó có dược phẩm, sẽ đòi hỏi cần rất nhiều vốn để đầu tư thêm, mở rộng dây chuyền cũ, tăng thêm máy móc, hiện đại hóa máy móc, đầu tư vào kênh phân phối. Cái cổ tức bằng tiền thì cũng phải xin thưa với các anh chị là chiến lược chung của cả FPT, của tập đoàn FPT, không chỉ riêng bằng dược phẩm. Trong vòng 5 năm tới thì chúng tôi không có cái chủ trương để chia cổ tức bằng tiền. Nếu có thì chúng tôi có thể chia pha loãng cổ phiếu bằng cách là chia cái cổ tức bằng cổ phiếu. Nếu như thấy điều kiện giá cổ phiếu nó quá cao hoặc như thế nào đó để đảm bảo cái khả năng cái thị giá nó phù hợp. Một vấn đề khác mà các nhà đầu tư chứng khoán cũng đang bức xúc trong mùa đại hội cổ đông là việc cam kết của các ngân hàng trong việc lên sàn và chia cổ tức nhiều năm nhưng không thực hiện. Mà có những đại hội cổ đông là nghị quyết ghi rõ ràng đích xác là thế này, nhưng đến khi mà sang mùa đại hội cổ đông kế tiếp xong thì là hoàn toàn là bị bác bỏ. Ví dụ như cổ tức không được. Thế rồi hai nữa là ví dụ như đặc biệt là đối với các ngân hàng thương mại trên hệ thống ngân hàng của ta, là từ lâu rồi, từ năm 2004-2005 đã có quy định các ngân hàng phải lên sàn niêm yết nhưng mà lại không lên. Kể cả đến bây giờ có rất nhiều ngân hàng đâu đã lên đâu. Và hầu hết những cái nhà đầu tư mà đi tham dự đại hội cổ đông cũng là mong muốn để được tiếp cận và được nắm bắt các thông tin đó từ chính những người đang quản trị doanh nghiệp. Ngoài ra thì cái quan điểm của ban lãnh đạo hay là những cái chiến lược của ban lãnh đạo, cái tư duy của ban lãnh đạo cũng là một trong những cái yếu tố mà các nhà đầu tư mà đi tham dự các đại hội cổ đông là người ta muốn tiếp cận đối với những cái lãnh đạo đó để họ đánh giá được đó có phải là những người lãnh đạo mà thật sự tâm huyết với cả doanh nghiệp hay không. Đó là những bức xúc của các nhà đầu tư mà nhiều khi họ chỉ là cổ đông nhỏ nên không có tiếng nói và lá phiếu của họ vẫn không quyết định được mọi quyết sách của doanh nghiệp. Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì cổ đông nhỏ vẫn đang chiếm đa số.
Thưa quý vị, diễn biến về mùa đại hội cổ đông năm 2017 sẽ còn nhiều bất ngờ trong thời gian sắp tới. Trong thời lượng có hạn của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi chỉ cập nhật ở một vài doanh nghiệp đầu tiên của mùa đại hội. Chương trình chứng khoán cuối tuần xin được tạm dừng tại đây. Quý khán giả có thể theo dõi trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.